Hiện tại thì mình đang đi bộ trên một cái con đường bê tông chỉ chừng 50 phân, rất là treo leo vách núi đây các bạn. Các bạn biết đâu không? Đây. Mây sương mù này. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại Mai Châu Hòa Bình, đó là một điểm săn mây mà cũng khá là nổi tiếng trong thời gian trước. Đó chính là điểm săn mây Hang Kia thuộc xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Cái điểm săn mây này do người Mông người ta tạo nên ở trong một cái sườn núi. Đây như các bạn thấy, đây là cái cổng vào các bạn nhé. Cổng vào cũng được làm bằng gỗ này, chòi này. Ở trong này thì không có điện nhé, rất là xa ở ngoài dân, ngoài bản. Nhưng mà có một cái con đường đi từ bản này sang bản khác ngay trên kia. Đó. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong cùng khám phá cái khu vườn hoa trong cái khuôn viên ở chỗ này các bạn nhá. Ở đây cái cổng này có ghi này, tấm biển này, điểm săn mây Hang săn mây xã Hang Kia, huyện Mai Châu. Hơi tối các bạn nhìn thấy tối. Ở đây được treo những cái bắp ngô này. Cổng thì người ta xếp bằng đá với lại những cái lói cây khô. Mái cũng được làm những cái cây khô này. Ở chỗ này thì người ta xếp những cái hòn đá núi tự nhiên đây. Ồ, đây những cái này người ta làm tường, tường rào luôn. Mình đi vào bên trong nhá. Hôm nay thì cũng chưa có nhiều khách. Khu vực này thì là nhà của chủ ở đây. Người ta làm mình thấy xây bằng đá luôn các bạn này. Nhà xây bằng đá luôn. Đấy, bằng đá núi ở đây luôn. Đây các bạn thấy không? Được xây bằng đá luôn. Ở trên kia có cái bánh xe cái gì trong chóng kìa. Chỗ này thì người ta đang làm một cái chòi nữa. Thấy có cả tấm tôn này đang trong quá trình làm. Ở trong kia thì có chỗ sạp để có bàn nước này, ngồi uống nước. Còn khu vực này là những cái trang trí những cái cầu để cho khách có thể vào đây chụp ảnh. Có cái xích đu được làm bằng gỗ. Toàn là những cái gỗ tự nhiên ở trong rừng này thôi. Những cái ghế được làm bằng những cây cây tre, cây gì đấy, cây tre này. Cổng trái tim này đấy, tạo những cái chòi ở dưới kia để cho khách có thể là chụp ảnh. Và ở đây có cả trồng hoa nữa các bạn nhé. Hoa này mình thấy mới trồng thôi. Mùa này cũng đang là mùa mưa, cũng thấy bắt đầu lên tươi tốt này. Ở trong này là vẫn có bàn uống nước, vẫn có bán nước. Chắc là cũng có đồ ăn. Ở đây các bác đây đang làm việc, vừa nghỉ xong, đang ăn cơm này. Rồi mình sẽ không làm phiền họ nữa, mình sẽ đi xuống dưới này các bạn nhé. Lối đi người ta được xếp những cái hòn đá để làm bậc thang, để làm lối đi. Ở đây là hoa, hoa ngũ sắc các bạn ạ. Đây là hoa ngũ sắc. Đấy, trên một bông hoa nó có rất nhiều màu luôn. Ở đây cái sạp này có cắm một cái lá cờ Tổ quốc này. Những cái cầu kia thì có sắt làm lan can và sắt làm rầm. Và những cái bậc thì sàn thì người ta làm bằng ván gỗ các bạn ạ. Ở đây thực sự nó cũng khá đẹp, một cái triền núi ở đây ấy. Đây, cổng trái tim mọi người rất thích chụp ảnh này. Ở view nhìn xuống kia, ở dưới kia là xã Cun Pheo của huyện Mai Châu. Ở đây hoa này, hoa sao nhái này. Cái hoa này màu tím này là hoa gì mình không rõ lắm, những cái loại hoa như này. Mình chỉ thấy nó đẹp thôi chứ mình cũng không dành đó là hoa gì với hoa gì. Ở
Ở đây cổng này làm cái vòng tròn này, lá này bằng lá đác ở trong rừng này. Cầu đi này bằng gỗ này, sàn bằng gỗ này. Đấy, cái này cũng bằng tre, bọc tre thôi, nhưng mà thực chất là có sắt ở đây các bạn nhé. Đây, có sắt, có khung sắt cũng chắc chắn. Đây cho các bạn trẻ rất thích chụp ảnh ở những cái view như này này. Đây, mình đứng ở đây, ôi gió mát thật. Giờ này trưa rồi nhưng mà sương mù cũng nó cũng đổ về, nó bay ngược các bạn ạ. Nó từ dưới kia nó bay ngược lên. Còn đây là cái con đường của người ta đi làm nương thôi, người ta đổ bê tông chỉ tầm 30 phân thôi các bạn ạ, đi được xe máy rồi. Đó, người Mông rất là giỏi về cái việc đi nương đấy. Nhìn xuống dưới kia rất sâu luôn và khá là dốc. Ở chỗ này thì là một cái bậc thang lên thiên đường. Đó là làm bằng gỗ. Khu vực này thì trồng hoa này, hoa mới trồng. Mình thấy cũng có rất nhiều cái hoa đang trồng mới ở đây. Đây, các bạn có thấy thấy sương mù nó lên có nhanh không? Gió lên nhanh không? Đó, ở dưới kia là cái cầu chữ S các bạn ạ. Dưới kia là một cái cầu chữ S. Cũng có khung bằng sắt. Và một cái sàn ở dưới kia nữa. Ở đây thì nhặt đá để làm bờ tường luôn này các bạn. Ở đây có một cái xích đu này. Dây thì được làm bằng dây cáp. Khung cũng bằng sắt luôn các bạn, nhưng mà có kẹp cây gỗ. Mình sẽ xuống cái sạp ở chỗ này các bạn nhé, xem cái view ở chỗ này có đẹp không. Ở đây rất nhiều các loại hoa đang trồng mới này. Chuẩn bị là sẽ vài tháng nó sẽ đẹp thôi. Đây, cái này là cái gì đây? Ui, có cả tre, sàn tre này. Ở chỗ này còn có cả cây nữa các bạn. Có một cái bóng cây ở đây nữa. Mọi người ngồi ở đây này, hóng mát rất là tuyệt vời này, nếu mà trời nó không nắng. Không nắng không mưa. Toàn bộ được làm tạo thủ công. Không biết hiểu sao người ta lại có điện vào đây để hàn, chắc là mang máy nổ vào hàn thôi, cái đấy. Chứ trong này không có kéo điện. Ở trên kia còn có cái chòi cột nữa các bạn, hai cái, cũng có xích đu này. Có một cái biểu tượng gùi của người Mông này. Rồi, trưa thế, buổi trưa mà sương mù nó bay nhiều quá. Đó. Mình sẽ bước lên thử cái cầu. Để xem nó có chắc chắn không đó các bạn nhé. Dùng thử không? Ui, chắc chắc. Ở đây có những cái cột rằng chéo này. Cột thì bằng sắt này, cũng có chéo lên chéo xuống, mình thấy cũng không đến nỗi nguy hiểm lắm. Lan can thì làm bằng sắt này. Một cái cầu chữ S. Hình chữ S. Cũng dài đấy. Khoảng 20 mét, hơn 20 mét. Đây, điểm cuối này. Sương mù lên rất nhiều. Nếu mà chúng ta đi sớm hơn ấy, thì nó sẽ là một cái biển mây, biển phẳng như này chứ không phải nó mù tịt như này các bạn ạ. Đó, đây là toàn cảnh khu điểm săn mây Hang Kia, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Khi mà bước đi trên cái cầu chữ S này thì các bạn cũng không
không quá lo lắng. Đó, bởi vì nó cũng chắc chắn, đi rất thoải mái các bạn ạ. Còn có lan can để cho mọi người vịn tay khỏi bị nguy hiểm nữa. Rồi. À, giờ này gió rất mát đấy các bạn, gió mát lắm. Hôm nay thời tiết nó vừa mát mẻ thôi, vừa mưa hôm qua, một trận mưa hôm qua. Có lẽ là bây giờ mình cũng xin tạm kết thúc cái video khám phá trải nghiệm ngày hôm nay. Hẹn các bạn trong những video tiếp theo trên kênh của mình. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video khám phá trải nghiệm trên kênh của mình tiếp theo nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.